Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn xem video của chúng tôi. Vui lòng đăng ký kênh để xem video tiếp theo miễn phí. Bị 14 bệnh này chỉ cần ăn rau ngổ là khỏi. Rau ngổ là một loại rau thơm khá phổ biến ở Việt Nam. Ngoài là nguyên liệu để chế biến các món ăn thì rau ngổ còn được biết đến như một tiên dược có công dụng chữa bách bệnh. Rau ngổ hay còn gọi là ngò om là một loại rau rất quen thuộc với các bà nội trợ để thêm vào các món canh, lẩu giúp tăng mùi thơm của các món ăn. Rau ngổ còn có thể dùng ăn sống kèm với một số món ăn khác như bún, phở, hủ tiếu hoặc nấu canh chua với cá biển để át bớt mùi tanh. Trong rau ngổ có 92% là nước, 2,1% protein, 1,2% glucid, 2,1% cellulo, 0,29% vitamin B, 2,11% vitamin C, 2,11% carotin và có chứa nhiều tinh dầu 0,1%, chủ yếu là limonene, ADH, perilla, monopenoid, ceton và sisphocaranol. Ngoài ra còn có các nhóm hợp chất coumarin và flavonoid có tác dụng kháng viêm và kháng khuẩn. Theo đông y, rau ngổ có vị cay, thơm, hơi chát, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, chỉ khái, giải độc, tiêu thũng, trừ viêm, chống sưng, giảm đau, sát trùng đường ruột, làm thuốc lợi tiểu, trị sỏi thận, sốt nóng, chống lão hóa, ngừa ung thư, trị thủy thũng, viêm kết mạc, phong trần, thủy đậu, trị những cơn đau thắt bụng. Dưới đây là một số bài thuốc từ rau ngổ. 1. Trị ho, sổ mũi. Ho, sổ mũi là các triệu chứng thường gặp ở mọi lứa tuổi, nhất là khi thời tiết trở lạnh hay chuyển mùa. Bài thuốc: lấy 5-30g rau ngổ tươi rửa sạch, sắc kỹ, lấy nước uống hàng ngày là bệnh sẽ bớt hẳn. 2. Trị sỏi thận. Cách 1. Lấy 20-30g rau ngổ tươi rửa sạch giã nát, cho nước sôi để nguội vào lọc lấy nước uống hàng ngày. Kiên trì thực hiện bài thuốc này sẽ cho kết quả tốt. Cách 2. Hái rau ngổ tươi rửa sạch giã nát, lấy nước cốt, sau đó cho thêm một chút muối trắng vào quấy đều và uống ngày 2 lần. Bạn cần kiên trì sử dụng trong khoảng 1 tuần sẽ thấy hiệu quả. 3. Trị tê tay, tê chân. Nếu thường xuyên bị tê tay, tê chân hoặc các chi khớp, bạn có thể lấy ít rau ngổ cho vào ấm nấu thành nước uống sẽ đỡ hơn rất nhiều. 4. Trị rắn cắn. Bệnh nhân bị rắn cắn sau khi đã khử độc, lấy 15-20g rau ngổ tươi, 25g kiến cò, đem giã nát, thêm vào 20-30mg rượu trắng, lọc lấy nước uống. Phần bã đừng vội bỏ đi, hãy đem đắp lên vết thương và dùng gạc băng lại. Cũng có thể lấy thêm 20-40g rau ngổ khô, sao vàng, sắc lấy nước uống từ 4-5 lần liều. 5. Trị viêm gan, nhiễm mỡ. Lấy 100g rau ngổ phơi khô, sao vàng, hạ thổ một lần, sắc 10 phút với 50g bạc hà phơi khô, sao vàng, hạ thổ một lần trong 100ml nước, uống liên tục 1 tháng vào buổi tối sau khi ăn. 6. Tốt cho người hay ngủ mơ. Lấy 50g rau ngổ rửa sạch giã nhuyễn, vắt lấy nước cốt, thêm vào vài hạt muối, uống lúc sáng sớm mới tỉnh dậy, chưa đánh răng súc miệng, liên tục 10-15 ngày. 7. Trị sỏi thận. 100g rau ngổ tươi giã nhuyễn, vắt lấy nước cốt, thêm một muỗng canh mật ong, uống vào buổi sáng lúc đói, liên tục 10-15 ngày. 8. Trị đái da máu. Rau ngổ 10g, cỏ tháp bút 10g, rễ cỏ chanh 10g, thái nhỏ phơi khô, tẩm rượu sao vàng rồi sắc uống làm 2 lần trong ngày. 9. Trị đầy hơi, tức bụng, ăn không tiêu. Lấy rau ngổ tươi rửa sạch, mộc hương nam mua ở các hiệu thuốc nam, sắc hai thứ trên với 1000ml nước, còn 250ml nước chia làm 2 lần uống hết trong ngày. 10. Trị herpes. Rau ngổ tươi giã nát, chắt lấy nước cốt, bôi lên tổn thương herpes màng tròn hoặc bệnh ngoài da, kết hợp nấu nước rau ngổ để rửa hàng ngày. 11. Trị đái dầm. Rau ngổ 20g, mùi tàu 20g, cỏ mần trầu 20g, cỏ sữa lá nhỏ 10g, tất cả thái nhỏ phơi khô sắc với 400ml nước, còn 100ml nước, uống sau bữa ăn chiều, dùng 3-4 lần. 12. Trị vết thương ngoài da gây mủ, giã nát vài ba cây rau ngổ tươi đắp lên vết thương là sẽ nhanh khỏi. 13. Trị ban đỏ. Rau ngổ 20g, dây mát tía 20g, măng sậy 10g, đọt che mỡ 10g, rửa sạch, thái nhỏ, sắc uống hàng ngày. 14. Trị tiểu tiện không thông, tiểu vắt, viêm đường tiết niệu. Dùng toàn cây non của rau ngổ khoảng 40-60g rồi giã nhỏ hoặc bỏ vào máy xay sinh tố, chế thêm 1 ly nước sôi để nguội, vắt lấy nước và cho thêm ít hạt muối để uống. Chúc các bạn khỏe mạnh với rau ngổ. Ít ai ngờ 7 loại rau quả dại phổ biến ở Việt Nam lại là thuốc quý hiếm, khá đắt đỏ ở nước ngoài.
Không phải ngẫu nhiên mà những loại quả này có giá đắt hơn vàng khi xuất khẩu, mà theo giới y khoa, đây đều là những loại thuốc cực kỳ quý hiếm, chúng ta chớ có xem thường mà bỏ qua nhé. Có thể thấy ở nước ta, những loại quả như tầm bóp, trái bần, me, chanh leo đều là những loại thực phẩm có giá rẻ, được trồng đại trà, thậm chí mọc hoang dại đầy ở các khu vườn, ven đường. Nhưng khi được xuất ngoại, chúng lại có giá đắt hơn vàng. Tại sao lại như vậy? Dưới đây là lý do. 1. Me được đặt trong danh sách bảo vệ của quốc gia ở nước người ta. Me là loài cây mọc phổ biến tại Việt Nam. Nhiều người coi quả me là một thứ quả bình thường, dùng để ăn vặt hoặc nấu canh chua. Nhưng ở Trung Quốc và nhiều nước khác trên thế giới, cây me có một vị trí đặc biệt quan trọng, nằm trong danh sách bảo vệ của quốc gia nhờ những tác dụng tốt từ gốc đến ngọn mà nó mang lại. Theo ghi chép, me không chỉ là món ăn ngon mà có thể dùng để chữa bệnh rất hiệu quả. Bột và thịt me có thể làm món súp nóng, dùng để trị bệnh cảm lạnh theo cách chữa bệnh cổ truyền của người Ấn Độ. 2. Trái bần hoang đã trở thành đặc sản xuất ngoại. Là loại cây đặc thù ở đồng bằng sông Cửu Long, bần còn gọi là cây thủy liễu. Ở đâu có sông, có vàm, cù lao là ở đó có cây bần sinh sôi nảy nở thành rừng. Hàng năm, bần trổ hoa vào khoảng tháng 6 âm lịch cho đến tháng 9. Trái bần xanh ăn có vị chua và hơi chát. Lúc chín tới thì vừa chua, vừa thơm, ngọt, ăn một lần sẽ nhớ mãi. Vì vị của nó rất đặc biệt, không giống loại trái cây nào. Người miền Tây thường tận dụng cả hoa và trái bần để chế biến thành những món ăn dân dã. Hoa bần vào mùa nở rộ rất đẹp, dùng để trộn gỏi với thịt heo hoặc các loại thủy sản. Ở một số nước Đông Nam Á còn dùng lá, búp non của cây bần làm rau ăn sống. Tại Philippines, nông dân ven biển dùng trái cây bần ổi chín ủ thành các món ăn dân dã hàng ngày. Trái bần được xuất khẩu sang nhiều nước Canada, Đức, Úc. Ngoài việc chế biến thành thực phẩm, cây bần được cho là rất hữu ích trong đông y. Trái bần chua được sử dụng làm thuốc đắp vào chỗ viêm tấy vì bong gân. Ở Ấn Độ, người ta dùng dịch trái lên men làm thuốc ngăn chặn chứng xuất huyết. Ta dùng lá giã ra, thêm tí muối, làm thuốc đắp tốt các vết thương bầm tím và vết thương nhẹ. Ở Malaysia, người ta giã lá lẫn với cơm, làm thuốc đắp chữa bí tiểu tiện rất hiệu quả. 3. Quả dại tầm bóp ở Việt Nam sang Nhật Bản bán với giá hơn 700.000 đồng 1 kg. Trông chúng cứ như quả cà thu nhỏ, bọc ngoài là một lớp vỏ mỏng như chiếc lồng đèn. Chính vì thế, chúng còn có tên là cây lồng đèn. Nếu quả tầm bóp ở Việt Nam được xem như là một quả dại, chỉ cần ra bờ ruộng thôi là có thể hái cả nắm mang về mà không tốn tiền mua, thì ở Nhật Bản, đây là một thứ quả khá đắt, đến hơn 700.000 đồng 1 kg. Giá trị nhất của cây tầm bóp là quả tầm bóp khi chín, quả sẽ có màu đỏ rất đẹp, vị hơi chua, có thể chế biến làm mứt, thậm chí làm thuốc chữa bệnh. Ở Nhật Bản, đây là một thứ quả khá đắt. Tính theo giá thành ghi trên bao bì, có thể thấy 1 kg quả tầm bóp có giá bán lên tới 700.000 Việt Nam đồng, thậm chí còn đắt hơn quả cherry nhập về Việt Nam. Người Nhật họ yêu quý loại trái này vì có nhiều công dụng như giải nhiệt, chữa các bệnh về gan, thận cực tốt, dứt điểm các chứng ho, tiêu đờm nhanh chóng, tăng cường sức khỏe cơ thể. 4. Dược vương chanh leo. Ở Việt Nam, chanh leo hay còn gọi là chanh dây chỉ là thứ quả bình dân. Tuy nhiên, ở Trung Quốc, Ấn Độ và nhiều quốc gia khác, nó được mệnh danh là dược vương trong các loại trái cây, được săn lùng và tìm kiếm. Một nghiên cứu đăng tải trên Hàng Châu Nhật Báo cho hay, một quả chanh leo có giá trị tương đương với 10 quả táo. Nghiên cứu cho thấy, trái cây này có tác dụng giải độc, giúp dễ dàng đi vào giấc ngủ, ngủ ngon và sâu hơn. Chanh leo cũng giàu axit amin cần thiết cho nhu cầu của cơ thể con người. Đây cũng được xem là thực phẩm có tác dụng hạ huyết áp tự nhiên hiệu quả, an thần, giảm mất ngủ, thải độc và chữa trị các bệnh về tiêu hóa, bệnh trĩ vô cùng hiệu quả. 5. Rau dền. Loại rau này chứa nhiều loại vitamin và khoáng chất hơn hẳn các loại rau khác. Chúng còn chứa lượng lớn chất đạm, chất xơ và nước. Các chất này vào trong cơ thể và phát huy tác dụng trong việc ngăn ngừa các nguy cơ gây bệnh mãn tính, tim mạch, chống lại tình trạng hình thành xơ vữa, giúp tim khỏe mạnh hơn. Ở Việt Nam, rau dền là một loại rau rẻ tiền được ăn hàng ngày, nhưng đây là loại rau không hề rẻ tại các nước như Ấn Độ, Hy Lạp. Tại các nước khác trên thế giới, loại rau này được điều chế thành các loại thuốc chữa động kinh, chứng co giật hay các loại thuốc điều trị viêm nhiễm mắt. 6. Rau sam. Nhắc đến rau sam thì bạn sẽ nghĩ ngay đến loại rau dành cho bò và dễ ăn. Bạn có biết rằng trong chúng không chỉ chứa một lượng lớn magie, canxi, kali mà còn có các loại vitamin C, A,
AB cực lớn hay không. Đối với người nước ngoài như người Hoa, họ gọi rau sam là rau trường thọ vì chúng chứa nhiều dưỡng chất ngăn ngừa các bệnh về tim mạch, tăng cường hoạt động của hệ tiêu hóa, hỗ trợ phát triển hệ miễn dịch của cơ thể. Đối với người châu Âu thì họ cũng xem đây là loại rau kỳ diệu, có thể chế biến thành nhiều món khác nhau, có thể làm salad trộn hay các loại dưa chua. 7. Rau tía tô. Ra chợ với vài 3.000 đồng là bạn đã có ngay bó rau tía tô tươi ngon mang về. Nhưng ở Nhật, tía tô có giá không thấp như thế vì mọi bộ phận của cây đều có công dụng đối với sức khỏe và cả làm đẹp. Người Nhật phân loại từng bộ phận và nghiên cứu bào chế ra nhiều loại thuốc chữa các bệnh ngoài da, bệnh gút, các bệnh liên quan đến xương khớp. Chắc hẳn bạn sẽ bất ngờ khi biết 7 loại rau quả này lại là thuốc quý giá, có nhiều công dụng với sức khỏe đến vậy. Từ nay về sau, hãy sử dụng những loại rau quả này để nấu các bữa ăn cho gia đình, vừa ngon, vừa rẻ, lại vừa tốt cho sức khỏe bạn nhé. Xin trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video của chúng tôi. Vui lòng đăng ký kênh của chúng tôi để xem video tiếp theo miễn phí.